Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm nay ngày 10 tháng 8, 30 tấn nông sản của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã được chuyển đến để hỗ trợ người dân vùng cách ly tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần giúp người dân khu vực phong tỏa vốn bị thiếu hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là rau xanh trong những ngày qua. Đoàn xe của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc vận chuyển 25 tấn nông sản gồm rau củ quả, 5 tấn gạo và một số thực phẩm thiết yếu đến hỗ trợ người dân khu vực cách ly phong tỏa quận Sơn Trà. Ngay khi đến Đà Nẵng, toàn bộ số hàng hóa này được quận Sơn Trà tiếp nhận và nhanh chóng đưa vào cho người dân 5 phường đang thực hiện phong tỏa cách ly trên địa bàn. Cũng trong ngày hôm nay, một đơn vị tại tỉnh Kon Tum cũng vận chuyển đến Đà Nẵng 1.000 suất quà gồm các loại rau củ nông sản trị giá hơn 300 triệu đồng hỗ trợ người dân quận Sơn Trà. Những chuyến hàng nông sản chuyển đến bà con vùng dịch Covid-19 tại Sơn Trà thể hiện tình cảm của người dân cả nước hướng về Đà Nẵng, sẻ chia cùng người dân thành phố lúc khó khăn dịch bệnh. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.